thế gian đại pháp đang truyền, tu chân thiện nhẫn theo thuyền pháp ban. Luân hồi bao kiếp gian nan, một phen đãi khách tìm vàng là đây. Pháp luân xoay chuyển đêm ngày, theo chân thiện nhẫn chung tay tu trì. Trăm năm một thoáng qua đi, an nhiên cõi tạm tu tâm quay về. Người người sống tốt ai ơi, cùng nhau chung một đại pháp mi hồng y truyền nơi nhân thế. Thoát khỏi khổ đau chỉ một con đường.